Con có ba điều thắc mắc, kính mong thầy Quan Hỷ giải đáp giúp con. Một, con giúp người nghiền cờ bạc có được công đức gì không? Công đức thì em không thấy, mà em thấy có tiền rồi đó. Người đó không còn cờ bạc là dư tiền. Trên thế gian này có còn tồn tại xá lợi của Phật Thích Ca không? Khi Phật Thích Ca sinh ra đi bảy bước trên bông sen có thật không? Bây giờ trước hết nói về mình giúp một cái người nghiền cờ bạc, họ có công đức không? Dạ có chứ. Bởi vì một cái người nghiện á, thì không phải ghi riêng về cờ bạc, mà tất cả các thứ nghiện. Mà mình giúp cho họ nghĩa là mình khai thông cho họ thấy được cái lý lẽ để họ tự chỉnh sửa họ. Thì cái công đức mình có là mình cứu được một người ra khỏi cái khổ đau. Và nói là cái công đức này là công đức gì? Nếu mà mình thí dụ như có thể là trong đời nào đó, hay là ngay trong kiếp này, mình không rơi rớt vào những gia đình nghiện ngập. Mình người ta muốn đi tu mà mình cản trở người ta tu thôi còn có tội mà. Cái chữ tội này cũng lại là gì? Bắt quả báo thôi. Có một vị thầy đó đi tu mà cứ đi vô đi ra bao nhiêu lần mà tu không đậu đó. Ổng đi ra rồi ổng cưới vợ, rồi xong rồi vợ hành quá cái ổng nghỉ nhảy vô ổng tu tiếp. Ổng tu tiếp cái vợ vô năn nỉ ỉ ôi cái ổng ra. Ông cứ nhảy ra nhảy vô vậy đó. Thì Đức Phật mới nói rằng cái quả báo là gì? Tại sao không có vững tâm tu? Cái quả báo là đời trước nghe người khác đi tu mà ông cản trở, cho nên đời này gặp mắt một cái quả báo là tu không trọn. Trên thế gian này có còn xá lợi của Phật không? Dạ thưa con, bởi vì Đức Phật có năm biểu tượng. Nếu đời này mình không còn Đức Phật, có năm thứ để chúng ta nhận là Phật. Một là cây bồ đề, hai là hoa sen, ba là xá lợi, bốn là bánh xe pháp, năm là tượng Phật. Năm cái đó là biểu trưng cho Đức Phật. Và trước hết mình nói xá lợi là gì? Là linh cốt. Theo người của Trung Hoa dịch chữ xá lợi là linh cốt, nghĩa là cái phần tinh ba còn lại do sự tu tập của một người nào đó mà Đức Phật có xá lợi. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái xá lợi Đức Phật mà còn hiện nay trên thế gian này hiếm lắm. Và người nào mà có được một viên xá lợi của Phật á, thì ai đem bạc triệu cũng không có đổi nữa. Bởi vì cái đó là cái bảo vật của đời mà. Và thậm chí chắc gì lọt vô tay mình. Tại vì tất cả xá lợi đó phần lớn là quốc gia họ giữ. Đó là bảo vật của một quốc gia, chứ không phải như bây giờ mà bưng cả chén đi tới mỗi tiệm nail phát viên đâu nha. Bây giờ Pháp Hòa thấy có nhiều vị ôm một chén vậy đó, vô nó trời ơi cô có phước lắm nha. Bữa nay thầy đi ngang thầy thấy cô có duyên với thầy á, thầy tặng cho con viên. Xá lợi không có truyền trao như vậy được. Mà dù là thật đi nữa là mình cũng có lỗi, là mình trao mà mình không có biết ai để mình trao mà trao không đúng. Xin lỗi, người ta có một cái gương mà một cái bảo kiếm mà cũng phải lựa anh hùng người ta trao chứ. Hôm rồi Pháp Hòa đi Sydney á, cái 3 năm trước á, ở Sydney á, thì có một cái cô đó, cô đến cái cổ gói trong cái túi á, một cái cuốn sách cũ kỹ lắm. Pháp Hòa về và mở ra thì ra là một cuốn truyện Kiều mà nó cũ, nó cũ lắm rồi. Thì cô có ghi mấy chữ, cô nói là con biết thầy rất thích sách cũ. Tại vì Pháp Hòa hay thích cái mùi giấy của sách cũ nó thơm thơm. Cuốn này là giống như là bảo bối của gia đình con vậy, mà bây giờ con nghĩ rằng con nên trao về cho thầy bởi lý do không phải anh hùng không tặng kiếm. Chẳng phải thi nhân chẳng trao thơ. Nghĩa là ý nói là con lựa được một cái người mà mình thật sự là mình lựa một cái người mà mình cho họ một cái món đồ quý mà họ biết xài, họ giữ gìn họ xài, cho mà không tiếc. Có đúng không? Cho mà không tiếc.
Mấy chú đệ tử Pháp Hòa đó, mấy chú mà đi thọ giới là Pháp Hòa không bao giờ may y mới. Pháp Hòa lựa y Pháp Hòa và cho. Mà chẳng những như vậy mà chú nào thọ giới Pháp Hòa để y trên bàn Phật, mỗi tối lại Phật cầu nguyện cho các chú, đem hết tình thương của mình gửi vào mỗi tấm y đó. Mà nếu mà đệ tử mình á, mà nó đắp y, cho dù những cái y đó là người ta may bằng vải tốt đi nữa, mình cũng mừng thôi, nó áp nó tu mà. Chứ bây giờ ông lẽ đem y cho cư sĩ, quý vị cũng đem về đâu làm gì. Thì ở đây cũng vậy, mình nếu mình một cái gì quý mà mình đem tặng cho bạn mình, cho ai đó mà người ta biết sử dụng đúng mức thì không tiếc. Cho nên Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử, ta có nhiều cái đồ quý lắm mà ta sẵn sàng ta cúng cho chùa, tại vì người ta biết chùa xài lợi hơn người ta. À, cho nên á, xá lợi của Phật còn nhưng mà hiếm lắm, chứ không phải dễ. À, còn bây giờ cái chuyện thứ ba, Phật Thích Ca sanh ra đi 7 bước trên bông sen có thật không? Em không sanh thời đó, em không biết. Mà bây giờ nếu như mà Đức Phật mà thật sự mà sanh ra đi 7 bước, dám đứng đó coi không? Cái này cũng không câu hỏi nữa. Thưa đại chúng á, theo lịch sử Đức Phật, khi Đức Phật sanh ra, Đức Phật cũng sanh bình thường như con người thôi, không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà ở đây là một cái đạo lý, khi viết sử Đức Phật nói lên cái đoạn này là muốn nói lên một cái đạo lý, chứ không có một chú nhỏ nào mà sanh ra mà đi như vậy hết. Tại sao không đi 9, 10 cho nó chẳng, đi 10 cho nó chẳng mà đi có 7 à? Bởi vì nói theo cái tinh thần gọi là những cái yếu tố để hình thành mọi pháp, nó không ngoài 7 yếu tố. Đó là đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không. Giống như nhạc có 7 nốt. Nhạc có 7, chỉ có 7 nốt đó thôi mà có thể đàn tất cả bản nhạc. Cũng vậy, chỉ có 7 yếu tố thôi, đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không mà có thể tạo ra mọi vật. Ví dụ như cái chuông này đấy. Cái chuông này là có đất, nước, gió, lửa, có kiến luôn, là cái ý kiến của cái người làm ra cái chuông, dáng dấp hình thức như thế này. Thức là cái nhận thức của họ như thế nào. Thỉnh một tiếng chuông họ nghe nó hay rồi. Không là cái không. Ví dụ như trong cái chuông này có hư không không? Có. Ở trong cái đáy chuông, cái đế chuông này nó có hư không không? Có. Vậy thì 7 yếu tố nó hình thành một cái chuông. Đó là mình nói một lý. Cái lý thứ hai, nếu nói về sự tu tập, một người muốn thành tựu cũng có 7 phương pháp để đi đến chỗ thành tựu sự nghiệp tu tập của mình. Đó là gì? Một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là xả, khinh an, niệm, định, tuệ. 7 cái đó gọi là 7 yếu tố giác ngộ. Chúng ta thường gọi là thất bồ đề phần. Trước hết mình phải trạch pháp, tức là mình chọn cho mình một cái pháp. Khi mình trạch được cái pháp đó rồi thì mình phải tinh tấn tu cái pháp đó, để cái pháp đưa đó đưa mình tới chỗ khinh an, để đưa mình tới cái chỗ niệm định tuệ. Và nhờ mình được cái đó, nhờ mình có được những cái đó, cho nên cái quả là mình được cái sự xả ly. Ví dụ vậy. Còn nói về đệ tử Phật á, Đức Phật có 7 chúng: Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. 7 cái hoa sen đó là 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Nếu nói rộng là Đức Phật có 7 chúng đệ tử. Còn nếu nói hẹp là Đức Phật có 4 chúng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn hẹp nữa, Đức Phật có 2 chúng đệ tử: chúng xuất gia, chúng tại gia. Nói gọn là 2 chúng: tại gia, xuất gia. Nói rộng ra 4 chúng thì
nữ, bên cư sĩ 2, bên xuất gia 2. Còn nói chi tiết nữa là 7 chúng sa di, sa di ni và thức xoa. Thức xoa là gì? Không phải thức dậy rồi xoa. Thức xoa là một cái giới dành cho người nữ. Nói cho đủ là thức xoa mana. Và các vị tha sau khi thọ sa di ni rồi, trước khi mà qua thọ tỳ kheo ni, phải thọ cái giới học pháp gọi là thức xoa mana. Nhưng mà bởi vì sa di, sa di ni và thức xoa chưa được tính vào hàng ngũ của tăng, cho nên khi nào cần chi tiết mới nói. Các vị mới là sa di, sa di ni thì chưa thể gọi là tăng. Đến khi nào thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới rồi mới được gọi là tăng. Cho nên chữ tăng chính thức là cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thôi. Thì Pháp Hòa giải sơ về cái ý nghĩa 7 bước hoa sen đó.